buông ra đi. Ê, 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 mẹ mang giày cao gót nha. Ngay cậu ê, 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 mẹ té cái là đứt chỉ máu nha. Mẹ buông ra đi, mẹ làm con như là cái con gì mà con trâu, con bò, con ngựa hay con gì kéo xe vậy. Coi như là con lại mẹ, con gian xin mẹ, con cầu khẩn mẹ, con không có đi được không? Mẹ nói không là không, con phải cưới vợ cho mẹ nhờ, nghe. Mà không hiểu sao con nhỏ đó vừa đẹp gái vừa là giảng viên mà con chê ở chỗ nào? Mày hơn 30 tuổi rồi. Bây giờ sao? Con muốn mẹ sống dài thêm chút xíu nữa không? Hay là để mẹ lo lắng hoài cho con? Thì nói chung á là nó có cái gì tại không có tại gì thì mà là gì hết đó, phải cưới vợ cho tôi. Trời ơi, mẹ mua đi, con đi làm trễ giờ con dạy rồi. Nè, nghe mẹ nói nè. Thí dụ con gái người ta ế á, người ta ở như vậy, người ta chăm sóc cha mẹ người ta luôn á, mày không nói. Còn mày con trai mà mày không lấy vợ nghe, là người ta nói cái gì biết không? Nói gì? Người ta nói là con bị mát. Vô duyên quá. Mà bây giờ người ta nói gì kệ người ta đi, miệng lưỡi người ta muốn nói gì ta nói. Tự nhiên mẹ cứ để nghĩ là người ta nói con của mẹ không à. Có gì đâu, từ từ lấy vợ con từ từ tính, có gì đâu mà. Ôi, mẹ buông à. Con đi nha, con đi nha mẹ. Đi à. Đi đi. Coi đi có trở lại không thì biết. Quăng găm đầu làng có nàng về tơ bán tơ. Quăng găm đầu làng có chàng ngồi bên án thơ. Tình ta ôi à nàng na 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 na. Mẹ đừng có ra quán gắm đầu làng mà dệt tơ rồi bán thơ gì hết trơn á. Có chuyện quan trọng hơn nữa nè. Chuyện gì? Làm ơn làm phước trả con cái điện thoại mẹ. No. Con đi công chuyện, có công chuyện sạch cát điện. No. No là không. Không bao giờ. Trả đi, con đi công việc trễ giờ của con mẹ. Mẹ nói không là không nha. Không có nhây với mẹ nha. Mẹ làm tất cả chuyện này là vì con. Hiểu chưa? Bây giờ con muốn mẹ trả điện thoại đúng không? Ừ. Con đi gặp cô gái ấy. Bởi vì sao? Cô gái ấy mẹ nhờ người ta làm mai làm mối rất là cực khổ. Mà mẹ đã chấm cô đó hết rồi. Con phải đi gặp cô ấy đi. Và cưới cô ấy làm vợ cho mẹ. Mẹ ơi, ông bà xưa người ta nói ép dầu ép mỡ ai nở ép viên. Mẹ nghĩ sao con là con trai mẹ đi ép gả con vậy? Không có hạnh phúc, không có nên ép như vậy. Mẹ không có ép con. Bởi vì con phải làm một việc cho mẹ. Một việc rất là trọng đại. Thì mẹ nói đi gì đi, con giúp mẹ không được. Con phải làm cho mẹ nở mày nở mặt. Bao nhiêu năm gầy dựng nên cái shop thời trang cao cấp fashion nhi như thế này. Bây giờ không lẽ một mình con làm nó đổ sông đổ biển hết, không có được. Mà con làm gì? Cho nên con muốn mà cho mẹ mình nở mày nở mặt với người ta, mà bước chân ra đường người ta, hãnh diện với người ta, thì con phải lấy vợ. Lấy cô gái đó. Im lặng. Không cần biết con có hạnh phúc hay không, miễn sao con lấy vợ và đẻ ba đứa cháu nội cho mẹ. Không cần biết con có hạnh phúc hay không, miễn sao con lấy vợ và đẻ ba đứa cháu nội cho mẹ. Trời ơi mẹ ơi. Lấy vợ mà làm như đi tử hình. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một túp liều tranh, ta mơ một mai. Ôi trời đẹp quá, để đây. Chúc tới tặng cho cô ấy. Cũng lấy một cái áo này cho nó ta. Được á. Cô gái ấy mẹ nhờ người ta làm mai làm mối rất là cực khổ. Mà mẹ thì đã chấm cô đó hết rồi. Con phải đi gặp cô ấy đi. Và cưới cô ấy làm vợ cho mẹ.